Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin trước Quốc hội Nguyễn Hòa Bình thách thức toàn dân như thế nào. Ai cũng biết Quốc hội chính là đảng hội, nơi mà 96% là đảng viên, mà đảng viên cấp thấp thì phục tùng đảng viên cấp cao hơn. Vì vậy, mọi ý kiến mà đảng đưa ra thì Quốc hội buộc phải gật đầu. Trong 500 đại biểu ở Quốc hội thì chỉ có 18 người là thuộc bộ đã có 18 người là thuộc Bộ Chính trị. Thường thì những ủy viên Bộ Chính trị phát biểu là cả nghị trường phải gật. Đó là quy tắc bất thành văn từ nhiều năm nay. Việc ông Nguyễn Hòa Bình là biểu tượng gây ra án oan Hồ Duy Hải thì tất cả được chứng minh rất rõ ràng. Từ 100% vật chứng ngụy tạo đã được công an thừa nhận mà vẫn kết án tử hình cho bị can là hành động xử oan không thể chối cãi. Vấn đề của Nguyễn Hòa Bình bây giờ là nhân dân sẽ xem ông này ngoan cố cỡ nào, trắng trợn cỡ nào nữa mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình tại Quốc hội Việt Nam vào ngày 25 tháng 3 năm 2021. Vụ án Hồ Duy Hải là nỗi oan khuất không phải là gia đình nạn nhân mà nó còn là nỗi uất ức cho người dân yêu công lý cả nước. Một con người nắm vị trí cao nhất của ngành tòa án mà công khai xét xử tội dựa trên chứng cứ ngụy tạo thì có thể nói sự công bằng ở đất nước này không còn nữa. Tinh thần thượng tôn pháp luật đã bị chà đạp công khai. Nó khuyến khích những thẩm phán dưới điều hành và xét xử theo khuôn mẫu mà ông Nguyễn Hòa Bình đã tạo ra là một điều hết sức tệ hại. Và sự ngoan cố của Nguyễn Hòa Bình sẽ giúp cho cả hệ thống tư pháp này ngày một ngả về bất công hơn. Vì họ xử bất công mà lại đinh ninh cả hệ thống tòa án ủng hộ thì cái sai lại leo thang lên. Khi sự bảo vệ cho cái sai của chính quyền được tôn vinh, thì điều đó có nghĩa là người dân sẽ đụng tới chính quyền thì dân phải thua bất chấp luật pháp đã quy định là gì. Dân đụng tới quan chức thì dân phải thua cũng bất chấp pháp luật đã quy định là gì đối với các quan chức này hay với người dân, ai cũng như ai. Hay dân mà lỡ bị ép xử oan thì kêu oan nơi nào cũng không được giải oan. Vào Bộ Chính trị, Nguyễn Hòa Bình càng công khai chà đạp lên luật pháp. Có thể nói rằng vì xử oan Hồ Duy Hải mà Nguyễn Hòa Bình đã được vào Bộ Chính trị. Từ xưa đến nay chưa có chánh án tòa án tối cao nào mà lại là ủy viên Bộ Chính trị. Nay Nguyễn Hòa Bình đã có thế quyền lực này thì ông ta không cần quan tâm tới dân nói gì nữa. Nguyện vọng của dân là gì cũng mặc kệ. Cứ xử sai rồi khẳng định mình làm đúng thì 100 triệu dân cũng sẽ phải cúi đầu không làm gì được ông ta. Được biết, trả lời trước Quốc hội khóa 14 của hôm 25 tháng 3 năm 2021 trong báo cáo của ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về công tác của tòa án trong nhiệm kỳ 2016-2021, ông ta lại tiếp tục khẳng định là không có án oan. Và ông Nguyễn Hòa Bình đã nói rằng việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật trong nhiệm kỳ không để xảy ra trường hợp nào kết án oan mà không có tội. Việc giải quyết xét xử các vụ việc dân sự, vụ án hành chính đúng pháp luật, v.v. Đây là hình ảnh ông chánh án Nguyễn Hòa Bình trắng trợn khẳng định không có án oan. Trong gần một năm qua, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nhiều lần khẳng định không có án oan sai, trong khi các luật sư và người dân đều cho rằng có rất nhiều án oan sai, trong đó có những vụ kéo dài từ nhiệm kỳ trước. Thậm chí truyền thông nhà nước Việt Nam cũng đã từng đăng tải nhiều vụ án oan sai. Vì sao một chánh án Tòa án Nhân dân tối cao lại có thể nhiều lần nói sai sự thật và nói dối đến như vậy với 100 triệu người dân cả nước? Lời nói và thái độ của Nguyễn Hòa Bình là khuôn mẫu cho ngành tư pháp. Và chuyện gây oan sai của ngành tư pháp Việt Nam là chuyện thường xuyên không phải xa lạ gì ở đất nước này. Chuyện ông Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén, vân vân vẫn còn đó. Đấy chính là phần nổi của một tảng băng chìm. Thực chất với hệ thống tư pháp thiếu độc lập thì án oan rất nhiều chứ không phải là những con số như đã phanh phui. Và hệ thống tư pháp sai có hệ thống. Từ nhiều năm nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam họ không bao giờ chịu thừa nhận cái sai của hệ thống của ngành tư pháp mang tiếng xã hội chủ nghĩa mà hãy nói. Tất cả đều bị đổ lỗi cho người dân cả. Điều đáng nói là khi đã sai hệ thống thì khi gặp oan sai cả hệ thống sẽ vào cuộc và tìm cách bao che cho nhau. Nó nguy hiểm hơn là sai phạm cá nhân rất nhiều. Lấy ví dụ như vụ án Hồ Duy Hải,
Cái sai ngay từ người cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An. Cái sai này được chắp cánh bởi luật sư bị mua chuộc. Vị luật sư này đã khuyên Hồ Duy Hải nhận tội để hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, với luật sư sau, người ta phát hiện cái sai này và kiến nghị hủy án điều tra lại. Vậy mà, nhiều phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vẫn cố ép Hồ Duy Hải để bảo vệ cái sai cả hệ thống. Rồi bằng cách này cách kia, gia đình nạn nhân và các luật sư kêu oan suốt 12 năm cho Hồ Duy Hải. Nhưng cuối cùng, ông Nguyễn Hòa Bình cũng theo đà sai của hệ thống này ép Hồ Duy Hải nhận án tử hình bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Khi ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định không có án oan, thì điều đó cũng đồng nghĩa rằng ông Nguyễn Hòa Bình đã nói tất cả những án oan khác đều đúng cả. Và nói thẳng ra rằng đây là lời cảnh báo cho những cái sai của ngành tòa án cứ thế tiếp tục được phép làm. Với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, lời nói bảo kê này có giá trị rất mạnh đối với các quan tòa các cấp. Có thể nói từ đây, ngành tòa án của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai nhiệm vụ bảo kê chế độ, bảo vệ cái sai của chế độ và bảo vệ cái sai của quan chức một cách công khai, không hề giấu giếm. Chuyện sai sót là chuyện con người. Tuy nhiên, nếu hệ thống vận hành đúng thì bắt con người ấy phải chịu sự trừng phạt của luật pháp. Nhờ đó mà những sai sót cá nhân bị hạn chế nhiều và cũng nhờ đó mà người dân mới được hưởng một chút công lý. Đây là hình ảnh án oan điển hình trong nghề thẩm phán của ông Nguyễn Hòa Bình. Theo đài Á Châu Tự Do EFA dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Quang A rằng: "Tôi nghĩ cũng không lạ lắm khi ông Nguyễn Hòa Bình nói như thế, bởi vì ông từ chánh án bây giờ lên Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì dễ hiểu thôi, bởi vì họ phải nói dối như vậy, phải trơ trẽn như vậy. Nhiệm kỳ của ông, tôi không biết ông làm chánh án bao nhiêu năm, nhưng theo tôi, không có tòa án nào trên thế giới mà không có sai sót cả. Chuyện sai sót là chuyện con người, không có gì lạ cả. Nếu ông nói không có án oan, thì ông tự sờ lên gáy của mình, xem hiểu biết về con người của ông như thế nào." Và thực chất cái không sai sót của ông chánh án Nguyễn Hòa Bình là sai sót thế nào cũng được Đảng và Nhà nước là không sai sót. Đấy là lời thách thức toàn dân, không phải là lời nhận xét chân thật về ngành tư pháp Việt Nam nữa. Và ngành tư pháp Việt Nam sẽ một ngày lộng hành hơn, trắng trợn hơn và kết nhiều án oan hơn cho 100 triệu người dân Việt Nam. Sau đây là một số sản phẩm điển hình của nền tư pháp gọi là xã hội chủ nghĩa. Như ông Huỳnh Văn Nén, người được xem là duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam khi hai lần bị kết án tử hình oan. Sau gần 17 năm ngồi tù oan, ông mới được thả và minh oan sau khi công an tỉnh Bình Thuận tìm ra hung thủ giết người. Như vậy, nếu không tìm ra hung thủ thì nền tư pháp ép chết oan người dân đã thi hành án tử hình với ông Nén mất rồi. Cũng giống như Hồ Duy Hải, bộ máy tư pháp biết đã sai, nhưng cuối cùng họ vẫn bênh vực nhau để phá dấu vết cái sai của họ. Hồ Duy Hải không được giải oan vì hung thủ chưa được đầu thú, hay công an cũng chưa thể bắt được hung thủ này trong các vụ án khác. Hoặc có thể đó là một người nhà quan chức nào đó, không thể biết. Vì vậy dù oan sai tố tụng trắng trợn, nhưng tòa án ba cấp vẫn ép chết Hồ Duy Hải để bảo vệ cái sai của toàn bộ hệ thống ngành tư pháp Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Trấn và Huỳnh Văn Nén, hai người may mắn được giải oan. Nguyễn Thanh Trấn là một vụ án oan điển hình nữa. Ông Nguyễn Thanh Trấn ở Bắc Giang đã bị kết án chung thân về tội giết người. Ông chỉ được trả lại tự do vào tháng 11 năm 2013 sau khi hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú. Tính đến thời điểm đó, ông đã phải ngồi tù hơn 10 năm. Đây là một trong những vụ án oan gây nhiều dư luận trong xã hội bởi nhiều người cho rằng cơ quan điều tra đã dùng nhục hình bức cung để buộc nghi phạm nhận tội. Như vậy, nếu không có hung thủ thật sự đầu thú, hệ thống tư pháp quyết sai đến cùng và ép người dân vô tội phải ngồi tù chung thân, thậm chí bị tử hình. Nếu làm được tấm gương để xét xử công minh thì khác, nhưng lần này Nguyễn Hòa Bình thì e rằng sau này khó còn có vụ án oan nào được giải như ông Nguyễn Thanh Trấn và Huỳnh Văn Nén. Hệ thống tư pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam không những không giải oan cho người dân mà còn gây nên oan khiên với người dân. Một con người nhận thức về ngành tòa án như ông Nguyễn Hòa Bình vậy mà vẫn ngồi chễm chệ trên cái chỗ để định đoạt số phận của những con người thì rất là nguy hiểm cho xã hội và cho toàn bộ dân Việt Nam. Khi bị thách thức đến như vậy thì người Việt Nam cần phải làm gì? Câu hỏi được đặt ra. Điều đáng buồn là người dân Việt Nam có xu hướng cam chịu và chia rẽ.
Chuyện của người khác hay chuyện của chung thì người dân thường không quan tâm. Điều đó dẫn tới hiện tượng sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, hay là cha chung không ai khóc. Đó là điểm cực lớn mà cần phải cố gắng vượt qua. Nếu người Việt Nam biết đồng lòng như dân Myanmar hay Hồng Kông, thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam họ không dám trắng trợn đến như vậy. Nguyên tắc chính quyền không bao giờ sai, mà chính quyền đã sai là sai đến cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nó càng được củng cố và công khai để họ tiếp tục đè nén hàng trăm triệu dân. Ngày nay, nếu người dân Việt Nam im lặng trước lần lời nói đầy thách thức của ông Nguyễn Hòa Bình, thì hệ thống tư pháp Việt Nam lại ngày một trở nên tồi tệ hơn, và chính bất cứ lúc nào thì bản thân người dân Việt Nam cũng phải chịu cảnh này. Đây là hình ảnh nếu người dân Việt Nam im lặng thì dạng thẩm phán chuyên đưa ra những án oan chứ Nguyễn Hòa Bình sẽ ngày một trở nên phổ biến ở Việt Nam. Nếu không dám lên tiếng thì ngày nay có một Nguyễn Hòa Bình thì ngày mai lại có đến 2-3 Nguyễn Hòa Bình, và cứ như vậy nhân lên thì ngành tư pháp Việt Nam sẽ trượt dài trong sai phạm. Nguyễn Hòa Bình này đã thách thức toàn dân thì ngày mai quan chức nào cũng dám thách thức các dân còn lại. Cứ như vậy chính quyền này càng ngày càng xem thường người dân, và họ sẵn sàng làm tất cả bất chấp luật pháp, bất chấp đạo đức. Làm dân tộc không thể cứ im lặng mãi trước bất công như vậy được. Nếu không thay đổi thì dân tộc Việt Nam khó mà tồn tại trước lịch sử và truyền thống anh hùng và bất khuất mà người cha ông chúng ta đã để lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 với bản tin Trước Quốc hội Nguyễn Hòa Bình thách thức toàn dân như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.